trả bài Sáng nay gọi học trò lên trả bài Có một bạn không thuộc bài Và bị mắng Sao em không chịu học bài gì thế hả Thì bạn ấy òa lên khóc Và bảo cô thật là không công bằng Cô ép chúng em học bài nhiều quá Thoáng chút bối rối Mình nghiêm mặt hỏi Sao em lại nói thế Em ấy bảo tại sao chúng em ngày nào cũng trả bài mà người lớn thì cuối tuần mới phải mình bảo ai nói với em như vậy cậu ấy bảo mẹ em ạ à? hôm qua trong bữa cơm tối mẹ em bảo với bố em là anh ăn thêm chút thịt bò nữa đi tối nay nhớ trả bài cho em đấy Tối đang xúc than, bỗng vợ thì thầm bảo, bố mày thế mà sướng thật đấy. Cưới em chỉ mất có vài quả cau lá trầu với chai rượu chứ nhiêu. Vừa dứt lời, mộ nhoài tay với cái điện thoại, rồi chìa cho xem tấm ảnh lễ ăn hỏi, rồi bảo, đấy, anh ích mới giảm ngõ, và ăn hỏi thôi mà đã bay 150 củ rồi đấy. Công nhận cưới xin giờ tốn kém anh nhỉ? Tôi hỏi, đâu đâu? Thế cô dâu có xin không? Mộ bảo, chân dài như cọng hoa súng mùa nước nổi ấy, mặt tươi hơn bông hoa điên điển và kém chú rể mười niên nhá. Tôi lại hỏi, ba tám rồi à? Thế còn trinh không? Đã sinh nở lần nào chưa? Đột nhiên mộ cáo lên, bố ai mà biết, hâm anh ít là họ nhà tôi. Biết nhòm gái tắm sông từ tuổi đôi tám. Nhưng chớ trêu thay, hé đầu năm tán được cô nào thì trăm trăm cuối năm người ta lại khăn gói đi theo người khác. Vừa lúc ấy, anh đấm ngực bảo, duyên chờ tới thôi. Thế rồi, ngày qua tháng nọ, vẫn miệt mài tìm kiếm, cơ mà gái ngoan mà anh hằng mong lại tan nhanh hơn bong bóng xà phòng bởi bao nhiêu lần mồi cho anh những em trẻ thì bảo cái bọn trẻ danh đến cô sàn sàn lại chê già và đúng như lời nguyền còn duyên kén cá tròn canh hết duyên ếch được cua cành cũng vơ về vấn đề xây dựng gia đình ở tuổi u năm mươi nhà tâm lý học đồng thời là thành hoàng làng nhà ta cho biết kết hôn ở tuổi nào cũng được miễn là hòa hợp về nhân cách cách sống trong quá trình làm tư vấn cho các cặp đôi ông thường trấn an họ rằng đừng nghĩ trai tơ mà lấy là dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu mà hỏng đại sự mỗi lần tư vấn thành công một ca ông lại lẩm bẩm rượu ngon cái cặn cũng ngon thương em trả ngại chồng con mấy đời ngoại tình là gì ngoại tình chẳng qua là chán người mình yêu đi vùng trộm với người yêu của người khác đã chán giống như bạn đi du lịch bạn đi từ nơi bạn chán này tới nơi chán của người khác tình mới của ai mà không phải tình cũ của người khác Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu thấu được điều này. Chơi qua chơi lại, còn lại cũng chỉ là chút cơm thừa canh cặn. <laughs> Tờ là một chàng trai mồ đạo, ngày chủ nhật như bao con chiên khác, anh đi đến nhà thờ nghe cha giảng đạo. Tuy nhiên, anh quên tắt chuông điện thoại. Khi cha sứ đang giảng, chuông điện thoại của anh vang lên gai gắt. Cha xứ dừng giảng và nhắc nhở anh. Những người xung quanh quay lại nhìn và sau buổi lễ thay nhau mắng anh. Trên đường về vợ anh cứ cằn nhằn về cái tội lơ đánh của anh. Chán đời, anh rẽ vào một quán bar gọi một ly bia. Nhưng do thiếu tập trung anh đã làm đổ ly bia đó. Một tiếp viên thấy vậy vội mang khăn tới cho anh lau. Chị lau công mang rẻ lau tới, lau sạch sàn nơi anh đã làm đổ bia. Cô quản lý tới mang cho anh một ly bia khác và nói đây là ly của quán mời quý khách. Rồi cô mỉm cười nói thêm ai rồi cũng mắc lối cả mà. Từ đó anh ghé vào quán ba mỗi ngày và quên đường đến nhà thờ. Thầy giáo gió nam hai vợ chồng nhà phú ông tiền của chồng chất ruộng vườn bao la khét tiếng cả vùng về sự giàu có dân gian có câu thế gian được vợ hỏng chồng có phải là rồng mới được cả đôi vợ chồng nhà phú ông này đúng là rồng được cả đôi về sự ki bo keo kiệt dân cả vùng đều nói làn gió thổi qua nhà phú ông cũng bị mất một nắm con chim bay qua nhà phú ông cũng bị mất cái lông. Vợ chồng phú ông có đứa con đến tuổi đi học, bàn đi bàn lại mãi. Hai vợ chồng nhà phú ông mới thống nhất việc tìm thuê thầy về làm gia sư dạy con. Nhưng thuê thầy thì phải mất cơm nuôi rồi tiền công nữa, làm sao mà chịu nổi. Hàng xóm biết rõ sự tính toán của vợ chồng nhà phú ông. Một hôm có một người đến nói với phú ông rằng có một ông giáo giải học rất tốt mà chẳng cần phải ăn uống gì cả chỉ cần hít gió nam là đủ lắm rồi bởi vậy người ta gọi ông ấy là thầy giáo gió nam nghe xong phú ông có ý mừng nhưng cẩn thận hơn phú ông nói với người đó rằng thế là tốt đấy nhưng để tôi bàn với bà xã nhà tôi xem rồi sẽ trả lời ông sau vậy phú ông đem chuyện đó bàn với vợ vợ phú ông trả lời ngay ôi không được đâu phú ông ngạc nhiên hỏi thế mà còn không được à vợ phú ông mỉm cười bảo vâng không được ông giáo gió nam ấy chỉ biết hít gió nam là đủ sống nhưng những hôm trời nổi gió bắc thì ông tính ra sao phú ông ngớ người ra bảo ừ nhỉ lâu nay tôi lại cứ tưởng tôi là cao thủ lắm rồi hóa ra Bà còn cao thủ hơn cả tôi Úm ba la Có một vị tiên sinh nọ Sau một thời gian học về môn thiên văn và địa lý Tự cho mình là đã giỏi lắm rồi Việc xem âm dương Việc đón phong thủy Chẳng có gì khó khăn Vị tiên sinh này Tự phong cho mình là thầy địa lý và nhận làm thầy địa lý cho bất cứ nhà nào ở gần hoặc ở xa một hôm thầy địa lý nhận lời đến làm thầy cho một gia đình ở vùng xa khi đi thầy địa lý dẫn theo một người giúp việc thầy trò khăn gói quả mướp lên đường lúc đi qua một quả đồi có cây lúp xúp thầy địa lý nghe có tiếng đét đa da. vì đi đường mệt tai bắt đầu có tiếng ồ, âm thanh nghe không được chuẩn cho lắm. Thầy địa lý cho rằng cái tiếng đó giống hệt như tiếng mình cầu khẩn làm phép trong các buổi khấn âm dương, úm ba la. Thầy địa lý mới bảo với người hầu rằng, Thôi, thầy trò ta quay về thôi. Người hầu ngạc nhiên, Dạ, sắp tới nơi rồi ạ, à, sao lại quay về ạ? À? Thầy địa lý trả lời, Ta biết là sắp tới rồi nhưng chúng ta đến muộn cho nên gia chủ đã mời thầy địa lý khác đến rồi người hầu ngạc nhiên làm gì có chuyện ấy ạ à? sao thầy lại biết ạ à? thầy địa lý bảo thế mày không học cho nên nên mới không biết là phải nghề thầy địa lý khi nào cất tiếng ốm ba la là bắt đầu cho cuộc rồi đấy phía trước kia chả đang cất tiếng úm ba la đó là gì người hầu dòng tay lên nghe thì lúc đó tiếng đét đa đa vang lên thầy địa lý nói đấy mày nghe rõ chưa người hầu mới vớ lẽ ôi đó là tiếng con chim đa đa đấy chứ ạ à? thầy địa lý quả quyết đó là tiếng úm ba la của thầy địa lý thôi về thôi quan mới sự kiện huyện Quý Sơn có một ông quan mới về nhận chức dân chúng cả vùng đều chú ý xem quan huyện mới thực thi phần sự ra sao quan mới này hơn hẳn quan cũ về ba điểm một là quan mới trẻ hơn quan cũ hai là quan mới có học vấn nhất là về thơ văn hơn quan cũ ba là sự kiện cũng mảnh tay hơn quan cũ một hôm có người họ Trương và một người họ Giả đưa nhau đến quan để kiện cáo về việc tranh nhau mua cá. Nhìn thấy một gánh cá tang vật, quan phán xử như sau: Hai người họ Trương và họ Giả cũng vì tranh nhau sinh ẩu đả, lượng quan khoan hồng cho về nhà, tang vật giữ lại làm trộm cá. Người họ Trương thở dài thườn thượt nói với người họ Giả: Thế là mất toi tiền rồi. Xét xử cái kiểu gì mà lạ thế nhỉ? Người họ già nói với người họ trương. Ôi, thà rằng đừng có kiện còn hơn. Mất oan gánh cá ngon chứ. Hai người biết là quan tham. Sai lính gánh cá về cho vợ quan làm chuộp nấu nước mắm. Họ cay cú vì cách xử kiện của quan. Bàn với nhau tìm cách trả thù một cách ác ý người hò giả bàn với người hò trương rằng cái lão quan này còn trẻ tuổi nhưng mà tham lam quá tôi với anh góp tiền mua cái quan tài bằng gỗ thật xấu xí rồi bịa ra chuyện kiện cáo nhau thế nào lão quan này cũng chiếm đoạt cái quan tài này cho mà xem thế là trúng kế của ta rồi khiêng quan tài về nhà quan thế là dân chúng vùng này sẽ đồn ầm lên là nhà quan chết người người họ trương phổ họa đúng quan tài rất là kỵ lão quan này chiếm cái quan tài là nhà có đại họa đấy hai người làm đúng như đã bàn hôm sau hai người khiêng cái quan tài vào huyện đường để kiện cáo quan quan huyện nhìn thấy quan tài nghe đương sự tường trình quan suy nghĩ một lát rồi hơi nở nụ cười khó hiểu nói hai người họ trương và họ giả vì tranh giành nhau ẩu đá cái nắp quan cho mang về thân để đừng có quan nuôi ngựa cho đỡ thèm ngày trước có một người nghiện rượu nghiện vào loại nhất nhì của vùng này không có rượu là trên đời như không có gì hết một hôm anh ta ngủ đêm và nằm mơ thấy một người bạn mời mình đến uống rượu. Anh ta quần áo đã gọn gàng, chuẩn bị lên đường đến nhà bạn uống rượu thì vợ bảo Vui mừng vừa vừa thôi chứ, may ra còn được một chén, hí hửng quá thế kia, không khéo lại trả được giòn nào ấy chứ. Người này mắng vợ, đồ yêu tinh, chỉ được cái nói gõ. Đến nhà bạn, bạn đón tiếp nhiệt tình, và mời anh ta ngồi vào mâm uống rượu khi rượu bưng lên anh ta bảo với bạn rằng rượu nguội uống không ngon đâu đem hâm nóng lên uống mới đúng là người biết uống rượu người bạn chiều theo ý anh ta sai người hầu bê hũ rượu xuống hâm cho nóng lên người hầu khúm núm vâng lệnh nhưng chẳng may người hầu vấp ngã cái hũ rượu đập xuống đất vỡ tan cả chủ lẫn khách đều ối lên tiếc của Chính vì cái giật mình tiếc của ấy mà làm cho anh ta tỉnh ngủ. Mở mắt ra, biết chính xác là ngủ mơ rồi, nhưng cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng. Anh này nhổ một bãi nước bỏ xuống nền nhà lầm bẩm. Mẹ cha nó chứ. Nếu biết là tỉnh sớm thế này, thì thà rằng nguội cũng được. Tập lấy vài chén cho đỡ thèm. Ngưng một tí, chợt nghĩ ra điều gì. Anh ta nét mặt bực tức, nhìn sang người vợ đang ngủ mà chửi đúng là đồ yêu tinh chỉ tại cô thôi trong mơ mà cũng gỡ mồm mới khai trương thiên đình có một vị danh y tên là trương thiên sư một hôm trương thiên sư xuống trần gian đi nắm tình hình giữ gìn vệ sinh sức khỏe và chữa bệnh cho dân chúng khi đi qua Nam Kinh, Trương Thiên Sư vào thăm một bệnh viện. Chưa bước vào cổng bệnh viện, Trương Thiên Sư đã thấy hàng mấy chục hồn ma cứ lảng vảng quanh cổng. Trương Thiên Sư hỏi các hồn ma đó, Ôi, tại sao các ngươi lại tụ tập ở đây đông như vậy? Các hồn ma đều nói, Già thưa đại danh y nhà trời anh minh, Chúng tôi đây là những hồn ma bị chết oan, vì cái bệnh viện này đây ạ à? để nắm tình hình cụ thể hơn trương thiên sư lần lượt hỏi các hồn ma ngươi dạ tôi chết oan vì chẩn đoán sai ạ à? thế còn ngươi dạ tôi, tôi thì chết oan vì bốc thuốc nhầm ạ à? thế còn ngươi thì sao dạ tôi thì vì mổ nhầm mà chết ạ à? trương thiên sư trao mày ghi chép cái gì đó trong lòng nghĩ quỷ quái thật chữa bệnh cứu người mà lại chết oan người thế này bệnh viện này phải phạt thật nặng thôi đi một lát trương thiên sư ghé vào thăm một bệnh viện khác đến cổng bệnh viện này trương thiên sư thấy chỉ có ba bốn hồn ma ngồi ủ rũ chẳng hỏi han gì cả trong lòng trương thiên sư vui vui vì thấy bệnh viện này có số hồn ma chết oan ít hơn bệnh viện kia trương thiên sư vào thăm ông bác sĩ viện trưởng của bệnh viện này để biết họ tên và thành tích của bệnh viện số liệu rồi về tâu báo với thiên vương trương thiên sư hỏi ông viện trưởng ông họ gì nhỉ ồ kính thưa đại danh y thiên triều tôi họ sát thế bệnh viện này thành lập lâu chưa dạ mới khai trương ba bốn hôm ạ à. chiếc áo khoác cũ. Một hôm, anh Sten gặp một người bạn trên đường phố New York. Người bạn lên tiếng, "Chào anh Sten, có vẻ như anh cần mua chiếc áo khoác mới hả? Chiếc này đã cũ quá rồi đấy." Anh Sten tỏ vẻ không quan tâm. "Chả sao đâu anh bạn à, dù sao thì chẳng ai ở New York này biết đến tôi cả." Vài năm sau họ lại gặp nhau, khi đó anh sten đã nổi tiếng khắp thiên hạ nhưng ông vẫn mặc chiếc áo cũ kỹ ấy người bạn lại đề nghị ông mua một chiếc áo khoác mới anh sten bảo ôi chuyện đó thì không cần thiết đâu dù sao thì những người ở thành phố này đều biết tôi cả rồi trông mặt mà bắt hình rong ngày xưa có hai vị học giả trẻ tuổi ăn mặc rách dưới đi du lịch khắp nơi họ đến một thị trấn nhỏ xin gia đình phú ông ở địa phương cho họ ngủ nhờ một đêm vị phú ông nhìn thấy hai người ăn mặc rách dưới thì lập tức từ chối bảo họ đến nơi khác mà tìm chỗ ngủ mười năm sau hai vị học giả ngày trước đã trở thành chuyên gia nổi tiếng lừng danh thiên hạng có một hôm họ đi qua thị trấn ngày trước họ bèn ghé đến thăm hỏi vì ân nhân đã giúp đỡ họ. Thật trùng hợp, vị phú ông ngày đó cũng có mặt. Tại đó, vị phú ông đương nhiên là nhận ra họ, vừa nhìn thấy họ ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, lại là học giả mà người người tôn kính. Vị phú ông liền thành khẩn mời họ đến nhà ông ta ngủ lại một đêm. Ông ta đã sắp xếp cho họ một gian phòng đẹp nhất Hai vị học giả nói, thế thì chúng tôi không khách sáo đâu, vậy phiền ông dẫn hai con ngựa này đến ngủ tạm ở nhà ông vậy. <laughs> Tìm hạt rẻ, có một người sinh ra và lớn lên ở trong rừng. Các món rau măng chua, thịt, thú đối với anh ta là rất quen thuộc. Một hôm, lần đầu tiên ra khỏi rừng đi xuống chợ chơi xuân, cảnh vật vùng trung du đối với anh ta thật là khác lạ mới mẻ. gần đến chờ rồi, anh ta ngồi nghỉ dưới gốc cây to bên đường. bỗng nhiên anh ta thấy một hạt to hơn hạt ngô, hình trứng chim và có màu hơi hồng hồng. nhặt hạt đó lên, bỏ vào mồm cắn thử. anh ta thấy hạt đó tách ra làm hai mảnh, bên trong màu trắng. nhai thử nhưng chưa dám nuốt. anh ta cảm thấy ngầy ngầy beo béo bồi bồi và có vị hơi ngọt giống như mùi vị của hạt rẻ rừng mà mấy năm trước đây anh được một người bạn ở bên bàn bên cho ăn mắt sáng lên vui mừng vì đã nhớ ra anh ta tự nói đúng rồi hạt rẻ của miền xuôi nó thế đấy ngay lập tức anh ta trèo lên cây truyền từ cảnh nọ sang cảnh kia tìm kiếm hạt rẻ nhưng tuyệt nhiên không thấy một hạt nào nữa cả vừa mệt vừa buồn, anh ta nói, miền xuôi cái gì cũng lạ. Cả cây rẻ to thế này mà chỉ có mỗi một hạt. Lát sau đến chợ anh ta thấy mấy người bày bán hạt rẻ ở đó. Anh hỏi, hạt rẻ này bán có đắt không? Người bán nói, không phải hạt rẻ đâu mà là hạt lạc, không đắt lắm đâu. Anh ta hơi đỏ mặt vì thẹn, hỏi lại, ôi, sao hạt lạc lại nằm ở gốc cây to bên đường thế nhỉ? người bán cười nói à chắc là ai đó đi chợ làm rơi đấy mà <laughs> tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa một phụ nữ nọ từ lúc biết yêu đến khi lấy chồng đều tâm niệm rằng người chồng của mình là phải là người bình tĩnh kiên trì chứ không phải là người nóng này cưới nhau hôm trước hôm sau người chồng dẫn vợ đi ăn ở nhà hàng vừa vào đến cửa nhà hàng chưa mua vé và chưa ngồi xuống bàn người chồng đã quát oang oang sao chưa bưng ra đây hai bát mì thịt hả nhìn thấy vợ chồng anh này từ khi chưa bước qua bậc cửa vào nhà hàng cho đến khi nghe anh này quát như vậy vốn tính nhạy cảm người hầu bàn biết ngay là anh này tính khí như trương phi sẵn có trong tay hai bát mì thịt định đưa đến bàn khác người hầu bàn đặt ngay xuống trước mặt vợ chồng anh này anh này mới ăn được một miếng người hầu bàn hỏi gắt sao anh chưa ăn hết để tôi dọn bàn hả người vợ tái mặt vì thẹn thì ít mà vì tính khí nóng này của chồng thì nhiều sau đó hai người chia tay nhau một thời gian sau chị này tái giá người chồng thứ hai mới làm lễ cưới chị này hôm trước thì sáng hôm sau tuyên bố ly dị chị này quá đối ngạc nhiên hỏi vì sao vậy người chồng trả lời ngay ăn nằm với nhau một đêm rồi mà cô không đẻ cho tôi một đứa con tôi không chấp nhận được sự chậm chạp này đâu con trâu ngô ngốc ngày trước có một ông quan tuần an mới đến nhậm chức ở vùng Kiều Lạc chưa được bao lâu. Cho gọi toán thợ săn lên bảo, ta cần có một con kỳ lân để mừng thọ quan trên. Trong vòng năm ngày đêm, các ngươi phải săn lùng được một con kỳ lân mang về đây cho ta. Nếu không được, các ngươi sẽ bị trì tội. Toán thợ săn vâng lệnh, ngày đêm lùng sục tìm kiếm trong rừng sâu núi thẳm mà chẳng thấy tí dấu vết nào chứng tỏ khu vực này có kỳ lân. Thời hạn sắp hết, Toán thở săn lo lắng. Một người trong toán thở săn nghĩ ra một kế mới bảo. Chẳng có tài nào tìm được kỷ lân. Mà quan tuần an cũng chưa chắc đã thấy kỷ lân bao giờ. Cho nên chúng ta làm kỷ lân giả. Ta bắt một con trâu. Dùng tiền đồng gắn vào tấm vải rồi khoác lên mình nó. Và dắt đến cho quan tuần an vậy. Toán thở săn làm đúng như vậy. Nhìn xa có người tưởng là kỳ lân thật đúng hẹn toán thợ săn dắt kỳ lân đến cho quan tuần an quan tuần an nhìn con vật một tí rồi quay sang nói với toán thợ săn đổ xúc sinh dùng tiền che thân nếu không có tiền nó chỉ là con trâu ngu ngốc thôi <laughs> kiểm tra chàng rể một ông thầy thuốc có người con rể là một nho sinh một hôm bố vợ gọi con rể đến và bảo con rể của ta lâu nay con học hành chữ nghĩa khá nhiều nay ta muốn kiểm tra xem trình độ của con đạt đến mức nào con rể khiêm tốn nói già thưa nhạc phụ con học hành còn kém lắm ạ à? sợ rằng không đủ trình độ để trả lời nhạc phụ ạ à. bố vợ nói được cứ thử xem nói xong Bố vợ khạc một bãi đờm lên mặt bàn Rồi thổi ngọn đèn và hỏi Đó là sách gì Con rể trả lời ngay Dạ là sách Đàm đài diệt minh ạ à. Đàm là đờm giấy Đài là cái bàn Diệt là tắt đi Minh là ánh sáng Bố vợ nghe nói đúng quá Lấy làm vui lắm Lại châm ngọn đèn sáng lên Con rể nói với bố vợ Dạ thưa nhạc phụ một đời làm thầy thuốc, con tin rằng không có vị thuốc nào mà nhạc phụ không nhớ. Con xin phép hỏi nhạc phụ một vị có được không ạ? À? Bố vợ trả lời ngay. Được. Con rể thổi tắt đèn rồi vươn tay ra bóp vào cái mũi của bố vợ rồi hỏi. Thế vị này là vị gì ạ? À? Bố vợ nói. Chịu. chẳng có vị nào như vậy cả. Con rể bảo. Có đấy, đó là vị hắc khiên ngưu nghĩa là khiên là dắt, hắc là đen tối rồi ngưu là con trâu ý chơi chữ hắc khiên ngưu là dắt mũi con trâu <laughs> con giận một ông nò ăn ở bẩn thỉu quần áo hầu như rất ít khi giặt một hôm đang ngồi chơi với bạn Ông này cảm thấy ngang vành cạp quần ngứa ngáy khó chịu. Ông biết là có chuyện rồi, nhưng vì sĩ diện, ông vẫn cố gắng chịu đựng. Tai ác thay, vành cạp quần ngứa quá, thực sự không thể nào chịu được nữa. Ông ta mới lần tay xuống giờ nắm lần theo cạp quần. Chỉ một loáng sau, ông ta đã tóm được một con vật to bằng hạt vừng, màu xám đậm và béo múp trước mặt bạn mà xảy ra tình huống này thì quả là mất thể diện rồi. Nhưng một ý nghĩ vụt lóe lên, ông này bấm mạnh con vật ấy một cái rồi ném xuống đất, mồm thì bảo, con kiến, tôi để cứ tưởng lạ lùng làm sao, mình lại quấn giận. Con vật bị bấm mạnh nhưng không chết, sau khi bị vứt xuống đất, nó lại bỏ lổm ngổm Người bạn thấy thế bắt con giận bỏ vào tay mình cho nó bò ngắm nghía một lát người bạn nói cả thế giới chỉ có nhà bác có cái giống kiến lạ lùng thế này đòi nợ một người nọ vì túng thiếu quá mà phải vay mượn khá nhiều món nợ ngày càng chồng chất không có cách nào trả hết được đành phải tính bài lần trốn Chủ nợ giáo giết cho chân tay đi lùng bắt mấy hôm rồi mà chưa bắt được. Chủ nợ bảo chân tay rằng phải kiên trì mai phục. Một ngày hai ngày hoặc nhiều ngày cũng cứ mai phục. hễ thấy nó là bắt trói lại, khiêng về đây cho tao hỏi tội. Bọn tay chân làm đúng như lời chủ dặn. Đến ngày thứ ba thì bắt được con nợ. Bọn chân tay trói con nợ và bỏ vào cái cáng tre rồi khiêng về bọn chân tay đang vui mừng vì nghĩ lập được công. Thế nào ông chủ cũng cho uống rượu mệt nghỉ. Thì con nở kêu lên. Các ông ơi, quay lại, quay lại đi. Một người quát. Tại sao chứ? Con nở nói nhỏ giọng hơn. Các ông khiêng tôi mà đi đường này thì không được rồi. Thật mà. Một người khác nói. Thế mày định lừa bố mày đấy hả? Con nở thanh minh. Thật mà. Dọc đường này tôi còn nợ nhiều lắm. Các ông không nghe tôi đi đường này. Chủ nợ khác nhìn thấy sẽ bắt mất tôi. Như thế là các ông công toi đấy nhá. Nếu ta có mặt, ngày trước Tô Đông Pha và Sơn Cốc cùng ở trong chùa Kim Sơn, ăn uống luôn có nhau. Một hôm hai người bàn nhau làm một bữa bánh cải thiện hai người bàn với nhau. Hôm nay chúng ta làm bánh cải thiện, không cho Phật ấn biết, không cho Phật ấn ăn. Sau khi làm bánh và đã đổ chín, hai người lấy bánh ra và đếm rõ ràng. Bánh được xếp vào đĩa, đặt lên bàn thờ thần tiên, rồi hai người quỳ phục cúng bái. Xin Thánh Thần phù hộ đồ trì cho chúng con được trường thọ như ông Bành Tổ, được giàu có như ông Đào Chu. Việc làm của Tô Đông Pha và Sơn Cốc đã bị Phật Ấn biết. Tương kế tử kế, Phật Ấn nấp sau bức màn tre đền thờ. Khi Tô Đông Pha và Sơn Cốc cúi xuống bái lạnh, Phật Ấn nhanh tay nhón lấy hai cái bánh. Khi ngẩng lên, Tô Đông Pha và Sơn Cốc thấy mất hai cái bánh, nghĩa là thần linh hiển thánh, vội vàng quỳ xuống nói, quan âm hiển linh Bánh thì đã rơi mất hai cái rồi mà người vẫn không ra gặp chúng tôi một lát Đứng sau bước màn tre Phật ấn nói Nếu ta có mặt Thì đã gặp các ngươi từ khi nhào bột làm bánh kia Vì không có mặt Nên phải dùng hai tay nhón lấy bánh thế này đây <laughs> Uống chè Trương Tam và Lý Tứ là bản thân với nhau trương tam là người làm ruộng lý tứ là người buôn bán ở phố chợ vì hoàn cảnh kiếm sống khác nhau nên lâu lâu hai người mới gặp nhau một hôm vào thời tiết mùa đông trương tam dối việc ra phố thăm lý tứ bản thân lâu ngày mới tới lý tứ đón bạn rất nhiệt tình việc đầu tiên là pha chè mời bạn lý tứ tráng ấm xong lấy hộp chè dục sơn ra pha với nước la tuyền người uống chè sành điệu đều biết chè dục sơn chỉ có thể pha với nước la tuyền thì mới ngon và đẹp nước được nếu chè dục sơn mà pha chế với nước khác thì chè sẽ đắng nhiều hơn là chát nếu nước la tuyền mà pha chè khác thì nước sẽ sẫm màu và không đẹp lâu lâu mới đến thăm nhà bạn trương tam thấy nhà bạn cái gì cũng đẹp gọn gàng và sạch sẽ Trương Tam luôn chú ý nhìn đồ dùng và nhà cửa của Lý Tứ. Chè pha đã tới độ. Lý Tứ rót hai chén đưa mời một đưa mời bạn một chén ngầm có ý khoe chè ngon pha với nước tốt. Trương Tam uống một ngụm rồi khen ngay. Ôi đúng là ngon thật đấy. Lý Tứ mừng trong bụng vì bạn là người biết uống chè. Khen ngon là phải, lý tứ hỏi trương tam anh là người uống chè có bài bản xin hỏi anh ngon vì chè hay ngon vì nước trương tam thật thà đáp ngon vì được uống nóng <laughs> nó trêu tức tôi đấy một người làm nghề khâu vá sửa chữa giày ở đầu phố một hôm không có việc gì thu giòn đồ nghề vào cái túi không có nắp đậy Đeo túi lên vai và đi sang đầu phố đằng kia chơi, sang đến nơi. Anh thở dài thấy một cô gái ngồi bên vỉa hè đang lúi húi khâu giày cho khách. Anh thở dài thấy cô gái khâu giày khá xinh, nảy ra ý định nhờ cô gái này sửa giày cho mình để được ngồi gần ngắm nhìn cô. Người khách trước đã xong, anh thở dài ngồi xuống ghế, tụt chiếc giày hám móm ra đưa cho cô gái sửa. Trong khi ngồi ghế, anh thở dài vô ý để cái túi đựng đồ nghề gần chỗ cô gái. Cô gái nhanh mắt nhìn thấy trong túi của khách có đủ kim chỉ dao nạo, mụm, keo và một đôi giày cũ đã sửa xong. Cô gái vội vàng xách túi đồ nghề và cầm cái ghế của mình ngồi đứng dậy và đi thẳng. Anh thở giày ngẩn lên thấy thế không hiểu sao, một chân giày một chân tất đất. Chạy theo và gọi, Ôi này này, cô gái không ngoái đầu lại cứ thế đi nhanh hơn về phía chợ. Một người thấy thế hỏi cô gái: Sao không sửa giải cho anh ấy đi? Cô gái tức giận nói: Khâu vá gì chứ, nó chiêu tức tôi đấy. Chết thay tôi cũng làm. Chuyện tình nghĩa thì nơi nào cũng có. Đôi khi ơn đền nghĩa trả lại là việc cần phải làm việc chàng thanh niên họ lâm ở vùng tô châu đền ơn trả nghĩa sau đây mới thật đáng nói chàng lâm là con một gia đình rất nghèo nhưng sáng dạ và có chí học tập một người hàng xóm cũng không khá giả cho mấy thấy hoàn cảnh chàng lâm khó khăn không nói ra lời nhưng âm thầm tạo mọi điều kiện để giúp đỡ chàng lâm học tập từ bát ăn cơm manh áo mặc và sách bút học hành người hàng xóm đều cung cấp cho chàng lâm một cách bí mật thông qua bố mẹ của chàng sự việc kín mấy rồi cũng có ngày bị tiết lộ đúng như vậy dần dần chàng lâm nhận ra lâu nay người hàng xóm đã bí mật giúp đỡ mình ăn học anh chàng cảm động lắm càng nuôi trí học hành để sau này báo đền ơn nghĩa của mẹ cha và người hàng xóm khi sự việc không còn là bí mật nữa chàng lâm qua lại nhà hàng xóm như người nhà coi người hàng xóm như cha của mình nhiều lần chàng lâm tự mình nói ra câu này để biểu đạt tình cảm của tôn kính và biết ơn đối với người hàng xóm bố mẹ cháu sinh ra cháu còn bác thì nuôi dưỡng cháu công ơn ấy cao như núi rộng hơn biển nếu cần phải chết thay cho bác cháu sẽ vui vẻ làm người hàng xóm rất lấy làm cảm kích càng thấy chàng lâm là người có trí có tình một hôm người hàng xóm bị ốm nặng chàng lâm sang thăm thầy thuốc khám bệnh cho người hàng xóm xong mới nói rõ ràng căn bệnh quái này không có thuốc nào chữa được chỉ có một thứ có thể chữa khỏi nhưng mà khó lắm chàng lâm nói ngay thầy thuốc cứ nói đi ạ à, bằng mọi giá chúng tôi sẽ tìm được ạ à. người hàng xóm nằm trên giường bệnh nghe nói thứ đó khó lắm sợ tốn kém quá nên can ngăn thôi thôi tôi già rồi chết cũng được rồi tốn kém quá khổ cả nhà chàng lâm nói đừng lo bác ạ à, tốn kém cháu cũng lo được nếu cần phải chết thay cho bác cháu cũng vui vẻ làm Thầy thuốc nhìn người bệnh ái ngại nói, nếu có được một đốt ngón chân út của người thanh niên nam, nấu bát cháo gạo nếp, ăn vào thì sẽ khỏi bệnh. Người bệnh nói với thầy thuốc, ông xem một đốt ngón chân út của cậu Lâm có được không? Mặt chàng Lâm tái mét đi, cắt không còn giọt máu nào. Chàng Lâm vội nói, ôi, cháu vừa nhớ ra, có việc gấp phải đi ngay. Vừa nói, chàng lâm vừa quay ngoắt ra cửa nhanh chóng mất dạng <laughs> yên tâm đi có một người vì túng thiếu mà phải đi vay tiền nhà lão triệu lão triệu không cho người này vay nhưng người này cứ dai dẳng bám theo hỏi vay cho bằng được có người thấy người này bám dai quá mới hỏi làm người phải có lòng từ trọng chứ lão triệu từ chối không cho vay mà cứ đeo bám như vậy, không thấy nhục à? Người vay tiền cười nhạt nói, yên tâm đi, chỉ cần lão triều cho tôi vay, còn khi trả ấy à? Rồi mà xem, lão triều còn phải quỳ xuống mà van lại tôi nữa kìa. Bớt được nửa tiền, một người khách muốn đi thuyền từ Lữ Lương đến Bảnh Môn. Khi đến bến Lữ Lương, người khách hỏi chủ thuyền, từ Lữ Lương đến Bảnh Môn hết bao nhiêu tiền? Chủ thuyền nói, một người không mang hành lý nặng quá 5 cân thì hết 100 đồng tiền. Người khách suy nghĩ một lát rồi móc túi đưa cho chủ thuyền 50 đồng tiền đồng. Chủ thuyền bực tức nói, sao lại thế này? Người khách gái đầu rồi bảo, tôi bớt nửa tiền vì tôi không ngồi thuyền mà đi trên bờ cùng kéo thuyền với ông từ Lữ Lương đến Bảnh Môn. <laughs> Chiều lép vế, một hôm chuột đồng và ông vào vé gặp nhau. Cả hai đều thật lòng muốn kết nghĩa anh em. Sau khi bàn bạc thỏa thuận, cả hai đều thống nhất mời anh học trò tú tài làm người chứng giám. Vì nể và cũng vì bất đắc dĩ, cậu tú tài nhận lời khi vào làm lễ kết nghĩa chuột đồng và ong đều tranh ngồi ở hàng đầu cậu tú tài không tranh nổi ghế đầu và ghế hai cho nên chấp nhận ngồi ghế ba người dự lễ và cả người qua đường thấy sắp xếp ngôi thứ kỳ lạ như vậy mới hỏi cậu tú tài tại sao cậu đường đường chính chính là một nho sinh tú tài mà lại phải ngồi sau ong và chuột thế cậu tú tài thở ra mà đáp Hai chúng nó ghê gớm hơn tôi Một đứa đào được hang sâu ở bờ ruộng Còn một đứa châm nọc đốt chết người Còn tôi thì chỉ biết cạo giấy Kém tài Nên đành phải ngồi sau Chim sẻ sắp cỗ Một ngày xuân đẹp trời Chim sẻ sắp cỗ mời chim sáo Và chim thúy đến dựng họ hàng và bạn bè đến đông đồ cả chủ sự là chim sẻ trình trọng mời từng thành viên vào mâm theo thứ tự sắp sửa chim sẻ nói với chim thúy thưa anh vì tình bằng hữu mà anh bớt chút thời gian quý báu đến dự cuộc vui này tôi rất cảm ơn anh là người mặc bộ đồ đẹp nhất sang trọng nhất xin mời anh ngồi lên mâm trên ạ đến lượt chim sẻ mời chim sáo anh tuy rằng là bậc trên tôi Nhưng anh mặc bộ đồ soảng xính quá Màu tối quá Mời anh ngồi mâm dưới Chim sáo mắng ngay Đổ mất dạy Thì ra mày nhìn người bằng quần áo trên người họ Chứ không phải vì đạo lý Vì tình cảm hả Tao nhầm là đã giao du với mày Chim sẻ bị mất mặt trước mọi người Ghé sát tai chim sáo thanh minh Trời sinh ra tôi vậy mà Thế đấy, thời nào cũng có, ở đâu cũng có những người chỉ nhìn vào trang phục mà đánh giá người khác cao hay thấp. <laughs> cái bàn hai chân, nhà ông Hàn chưa có cái bàn nào để đặt bộ ấm chén uống nước hoặc đêm trăng sáng mang ra sân ngồi ngắm trăng. Muốn đóng cái bàn nhưng ông lại tiết kiệm gỗ, chỉ đưa cho thợ số gỗ của cái mặt bàn và hai cái chân. Thợ nêu ý kiến ông gạt đi và bảo Xưa nay vẫn có câu Mưu thầy mèo thợ mà lệ Cái giỏi hơn tôi là ở chỗ chỉ có hai chân Mà vẫn đóng được cái bàn Thợ Mộc suy nghĩ một lát rồi bảo Tôi nghĩ ra rồi Làm được Tôi sẽ đóng cái bàn có hai chân Còn hai chân kia không cần thiết Vì cái bàn này sẽ rửa sát vào tường nhà Như vậy là tiết kiệm được gỗ Ông Hàn phấn khởi Đúng, đúng lắm, thợ mộc giỏi có khác. Chiếc bàn đóng xong dựa vào sát tường. Chủ và thợ cùng ngồi uống chè tam bảo. Một đêm trăng sáng, ông Hàn muốn bê cái bàn ra sân. Ngồi uống nước và ngắm trăng. Đem bàn ra giữa sân rồi mà không biết dựa vào đâu. Ông Hàn phát bực, bảo vợ đi gọi người thợ mộc tới. Khi người thợ mộc tới, ông Hàn vẫn đang đặt cái bàn giữa sân. Một bên là hai chân bàn, một bên là ông Hàn đang đứng dựa. Ông Hàn thấy người thợ mộc đến, đang bực sẵn vì nãy giờ phải đứng giữa cho cái bàn hai chân khỏi đổ. Ông Hàn mắng ngay, thợ thuyền gì cái đồ phọt phẹt, mất cơm ăn dầu uống, mất tiền mất gỗ mà bây giờ không có cái bàn để ngắm trăng à. Người thợ mộc cười vui vẻ, xin ông bớt nóng, đấy Bà Hàn nhìn xem hiện giờ cái bàn chẳng đứng thẳng bàn bốn chân bằng bốn chân đó là sao? Ông Hàn vớ lẽ, nhưng mà bên đấy là cái chân bàn, còn bên này là hai cái chân tao. Người thờ mọc càng vui hơn, trăng đêm nay đẹp quá, tôi cũng về ngắm trăng đây. Chữ cát Ngày mùng một Tết, một người tiến hành xuất hành năm mới trước khi bước ra cửa người ấy tự nói với mình rằng hôm nay là ngày đầu năm việc xuất hành của ta sẽ có nhiều cái may mắn vạn sự như ý thuận tay người ấy viết chữ cát trên mặt bàn rồi xuất hành nhưng thật rủi ro người ấy đi chúc tết mấy nhà rồi mà chủ nhà toàn chỉ cảm ơn và chúc tết lại chứ không nhà nào mời uống nước hoặc uống rượu vừa đói lại vừa khát người ấy quay về nhà nhìn lên mặt bàn thì thấy cái chữ mình viết lúc đi ra bây giờ lại thành chữ khẩu và cạn chữ cát nếu nhìn ngược thì thành ra hai chữ khẩu và cạn nhìn mãi mà vẫn chỉ thấy hai chữ ấy người ấy sinh ra nghi ngờ cả trí nhớ của mình người vợ thấy chồng đi chúc tết về nét mặt kém vui thẫn thờ bèn hỏi năm mới xuất hành may mắn chứ mình. Ngày đầu năm nên kiêng tránh bực tức, nghĩ vậy nên người ấy nở nụ cười với vợ. Thì ra trước khi xuất hành, tôi viết hai chữ khẩu và cạn. Thảo nào bây giờ miệng đang khát đắng lên đây này. Người vợ nghe thế mới lại chỗ cái bàn nhìn chữ xem sao. Người vợ đứng đối diện chồng nên nhìn chữ cát thuận. Rõ ràng là chữ cát. Người vợ mới nói là chữ cát mà mình ơi Người chồng hơi sáng giọng Cát gì mà cát Cát, cát khô hỏng đây này Xem tướng Một người làm nghề xem tướng Trước đây Được nhiều người khen Và tin về độ chính xác Nhưng gần đây thì chẳng ai tin nữa Người bạn của người xem tướng mới hỏi Không hiểu vì sao mà món nghề của anh dạo này kém thế tướng số sai toét cả người xem tướng trả lời sở dĩ như vậy là vì đối tượng để tôi xem tướng bây giờ đã thay đổi về tướng mạo người bạn không hiểu anh nói thế nào thay đổi tướng mạo là sao người xem tướng nói vâng thay đổi tướng mạo thế này nhá trước đây người nào đầu to mặt chữ điền lời nói ngay thẳng thì là người có tướng phú quý. Còn bây giờ, người nào đầu bé cho dễ chui cửa sau, lời nói lắt léo, lật lọng thì sẽ chóng phất. Tròn người gầy, một ông thầy thuốc vì khám bệnh mà bốc thuốc nhầm, làm chết bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân rất phẫn nộ, bắt thầy thuốc phải chịu chi phí đám ma và cả nhờ thầy thuốc phải đổi tang rồi khiêng quan tài mà khóc ma như người nhà mình lúc khiêng quan tài ra nghĩa địa ông thầy thuốc khóc u uh hu nhà tôi ba đời làm thái y u uh hu vợ thầy thuốc khiêng một góc quan tài cũng khóc u uh hu quýt làm cam chịu liên lụy vợ con u uh hu đến đứa con lớn của thầy thuốc thì khóc rằng u uh hu Chẳng tội tình gì phải khóc thay u hu. Vì người chết là người to béo nặng quá so với sức vóc của đứa con nhỏ của thầy thuốc. Đứa con nhỏ khóc u hu. Lần sau chọn người gầy mà chữa u hu. <laughs> Nghìn con lợn, một ông nhà giàu học hành chẳng đến nơi đến chốn Chữ viết đã xấu lại còn tùy tiện và sai luật. Một hôm ông nhà giàu chuẩn bị thức ăn để mời khách uống rượu, ông ta ra oai bằng cách viết giấy bảo người hầu đi mua lưỡi lợn về làm món nhắm. Cũng vì học chữ không đến đầu đến đúa, cho nên khi viết chữ lưỡi, ông nhà giàu viết quá to, thành hai chữ thiên và khẩu. Chữ hán có quy định, dù nhiều nét hay ít nét, dù một bộ hay nhiều bộ ghép lại thành một chữ, thì cũng phải viết trong phạm vi bằng nhau không được vì ít nét mà chữ nhỏ nhiều nét mà chữ to một bộ thì chữ nhỏ nhiều bộ thì chữ to ông nhà giàu không nắm vững cái luật này nên khi viết những hàng dọc thì đã viết thành sai hai chữ thiên và khẩu người hầu xem thấy ba chữ chữ thiên khẩu tức là một nghìn con lợn vội vàng chạy nháo nhác đi khắp cả vùng hỏi mua lợn sắp đến giờ tiếp khách rồi nên dù mệt gần đứt hơi người hầu vẫn cố về được đến nhà báo cho ông chủ biết mới hỏi mua được có một nửa tức là năm trăm con lợn ông nhà giàu trợn mắt quát ai bảo mày mua một nghìn con lợn hả người hầu chìa tờ giấy ra dạ chứ ông viết đây ạ à. Đúng, chứ ta viết. Nhưng là mua lưới lợn chứ đâu phải một nghìn con lợn đâu. Người hầu vỡ lẽ, ôi trời đất quỷ thần ơi, thì ra chữ lưỡi. Ông viết quá phóng túng, thành thử con đọc thành, hai chữ thiên và khẩu. Ông nhà giàu dịu giọng mẹ cha mày chứ, làm lỡ khách của tao rồi. Sau đó, ông nhà giàu sai người hầu bắt con ngỗng làm thịt mời khách. Người hầu nắm luật viết chữ rất chắc, nên ngắc ông chủ giả dạ vâng ông sai con làm thịt con nga chứ chứ không phải con ngã và điểu đâu ạ à? vì chữ nga gồm có hai chữ ngã và điểu ghép lại <laughs> khó thật một ông thợ may vừa nhận may quần áo cho khách vừa nhận giải nghề cho mấy phó nhỏ một hôm Thầy đang giảng bài cho trò thì có một người mang vải đến nhờ đo may cho mình cái áo. Thầy phấn khởi vì đang học lý thuyết mà có người mang vải đến cho thực hành thế này là hay lắm. Sau khi đo và nhận vải xong, khách ra về rồi, thầy gọi trò lại để vẽ, cắt, may thực hành. Thầy dở miếng vải ra, nét mặt thầy hơi đổi sắc. Số đo thì có rồi, vải có rồi mà thầy cứ loay hoay mãi quay ngược rồi lại quay xuôi mà vẫn không hạ kéo được học trò sốt ruột hỏi thưa thầy vì sao mà thầy không cắt vải đi ạ à? thầy nói nhẹ giọng hơn lúc giảng bài khó thật miếng vải này mà may áo cho ông ấy thì thầy không có phần mà thầy có phần thì không may được áo cho ông ấy sĩ dậm một anh chàng nọ học hành chẳng ra gì nghề nghiệp cũng chẳng có đành phải đi làm đầy tớ cho một ông nhà giàu bất đắc dĩ phải đi làm đầy tớ anh ta cảm thấy rất xấu hổ tính sĩ diện làm cho anh ta rất sợ mỗi lần phải đi theo chủ để hầu hạ một hôm ông chủ chuẩn bị một hộp quà để đi thăm và tặng người bạn ở ngoài phố Ông chủ báo cho anh đầy tớ biết từ hôm trước để còn thu xếp công việc đi theo hầu. Đêm hôm đó anh đầy tớ không thể nào ngủ được. Cứ luôn tưởng tượng ra cảnh mình ôm cái hộp quà rồi léo đéo theo sau ông chủ. Ông chủ gọi phải dạ. Ông chủ bảo phải khúm núm vâng. Nghĩ mà xấu hổ quá chừng. Nghĩ mãi anh đầy tớ nảy ra sáng kiến sẽ viết vào một miếng bìa bốn chữ bán hộp đựng quà ngày mai lúc đi đường mình đi cách xa ông chủ một tí để cái miếng bìa có bốn chữ ấy lên trên mọi người sẽ cho rằng mình là người có hộp đựng quà đem bán chứ không phải là thằng hầu nghĩ được kế hai đó anh ta mỉm cười từ khen thông minh hôm sau mọi việc diễn ra đúng như dự định trên đường đi anh hầu đi cách ông chủ một đoạn luôn luôn để ý xem ông chủ có gọi bảo gì hay không miếng bìa viết bốn chữ bán hộp đựng quà tuy để trên nắp hộp nhưng anh hầu luôn sẵn sàng lật nó nếu nghe thấy ông chủ gọi cố gắng giữ không cho ông chủ biết cái trò xí dởm này của mình có một người đi đường nhìn thấy bốn chữ trên miếng bìa ấy người đó cho rằng anh chàng này tiết kiệm lời giao hàng nên viết như thế cho mọi người biết người đi đường gọi anh chàng ôm cái hộp quả đem bán hỏi giá bao nhiêu anh chàng này lấm lét nhìn ông chủ rồi nói nhỏ với người hỏi mua hộp cái hộp này ông khách đi đằng trước đã mua rồi giặt quần áo sinh ra ốm một ông tú tài nọ chữ nghĩa văn chương thì nhiều duy chỉ có mỗi một bộ quần áo dài cho nên mọi người gọi ông bằng cái tên đùa vui mà cũng là thật tú tài nhất bộ nhà ông tú tài nghèo quá được một điểm là ông tú tài này rất sạch sẽ dù chỉ có mỗi một bộ quần áo nhưng không bao giờ ông mặc bộ đó quá ba ngày Bà con hàng xóm thỉnh thoảng sang chơi, nhiều lần thấy ông Tú Tài nằm ở trên giường, đắp chiếu. Mỗi lần như vậy, vợ con ông Tú Tài đều nói là ông bị ốm. Điều này đã gây sự tò mò cho những người hàng xóm là ông Tú Tài thường hay ốm. Nhưng chẳng thấy vợ con ông ấy hái lá thuốc để cho ông uống hoặc sông bao giờ, mà cũng chẳng thấy có cái gì ăn uống bồi bổ bồ để chữa bệnh cả. Mãi về sau, mọi người mới vớ lẽ là hễ cứ giặt bộ quần áo duy nhất là ông Tú Tài lại sinh ra ốm. Nhưng nào có ốm đau gì đâu, chỉ vì không có bộ khác để mặc vào tiếp khách cho nên ông Tú Tài phải nằm đắp chiếu che thân. Dặn với vợ con phải nói với mọi người đến nhà ông rằng ông đang bị ốm. Chuyện đó lan ra, lúc đầu mọi người cười vui, xem tí chế nhạo. Nhưng về sau, mọi người rất thương và trân trọng ông tú tài một hôm có một cậu học trò đến nhà ông tú tài đúng lúc ông đang nằm đắp chiếu thấy đứa con trai ông tú tài ở ngoài sân cậu học trò hỏi thăm em ơi ông tú có nhà không đấy con trai ông tú tài nói dạ bố em đang nằm đắp chiếu trong giường đấy ạ à? cậu học trò hơi ngạc nhiên hỏi lại thế ra bố em đang ốm đấy à con trai ông tú tài nghĩ đến chuyện người ta bảo người nào đang khỏe mạnh mà bị người khác nói gở mồm là ốm thì sẽ sinh ra bệnh mà ốm thật nó phát cáu với cậu học trò anh này chỉ được cái gở mồm thế bố anh giặt quần áo rồi vào giường nằm đắp chiếu anh cũng bảo là ốm sao cậu học trò ngẩn người một lát rồi nói à thì ra là vậy anh xin lỗi chân mọc nhọt. Một người có nhọt mọc ở bắp chân, cái nhọt mỗi ngày một to ra. Từ cứng rồi chuyển sang mềm, từ màu ửng đỏ rồi chuyển sang màu đỏ tím. Thỉnh thoảng cái nhọt lại nhói một cái buốt tận tim. Người này đau đớn lắm, có lần vì nhìn nén cơn đau mà ứa nước mắt. Đột nhiên người này nghĩ ra một kế để giảm cơn đau người này bèn bảo vợ đục một cái lỗ ở bức tường hậu người vợ nghe vậy ngạc nhiên hỏi bức tường đang lành lặn tại sao lại đục lỗ thế người chồng nhăn nhó quát làm đi người vợ hí hoáy mãi rồi cuối cùng cũng đục được cái lỗ to bằng quả bưởi trên bức tường người chồng đỡ nhăn nhó nằm ở giường và gác cái chân mọc nhọt qua cái lỗ đó cho từ đùi trở xuống thò ra ngoài chĩa về phía nhà hàng xóm phía sau người vợ đứng nhìn mà không hiểu chồng làm như vậy để có tác dụng gì người em trai đến thăm anh thấy lạ mới hỏi sao anh lại làm như thế hả anh người anh nói nhỏ tao muốn đổ cái đau sang cho nhà thằng hàng xóm lần trước tao đi qua ngó nhà hắn thấy hắn đang uống rượu tao chào hắn mà hắn không chào tao không mời uống rượu cùng gì cả vì vậy tao chút cái đau sang cho hắn cho bó ghét đấy. Người em xen vào. Ồ, chuyện lạ kỳ, ác ý đấy. Người anh hơi mỉm cười bảo. Có đỡ đau thật mà. Người em thấy anh chơi xấu, lặng lẽ bỏ ra về. Bỗng trời đổ cơn mưa rào. Người đau chân vội vàng rút chân vào. Chỉ sau đó dây lát, cái nhọt lại nhói đau. Người này kêu với vợ. Mình ơi, đau lắm nó lại giật lại nói đau hơn trước nữa. Người vợ tay chống nảnh nghiêm nét mặt nói, tường hỏng, tật mang nhá. Không thể chối từ, một doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng. Họ treo tấm biển ngoài cửa sổ trụ sở công ty có ghi hàng chữ tuyển dụng. Mọi ứng viên đều có cơ hội nếu đánh máy thành thạo sử dụng tốt máy tính và biết một ngoại ngữ có một con chó hoang đi qua trụ sở công ty nhìn thấy bảng quảng cáo liền đẩy cửa đi vào nó ngước nhìn người lễ tân vẫy đuôi bước lại chỗ tấm biển và kêu rít lên hiểu ý người lễ tân liền gọi trưởng phòng tới ông ta cực kỳ ngạc nhiên khi biết ứng viên là một con chó tuy nhiên vì vị khách bốn chân này có vẻ rất quyết tâm ông vẫn cho nó vào phòng riêng để phỏng vấn đầu tiên ông từ chối một chú cuốn con không thích hợp cho vị trí này đâu công việc đòi hỏi ứng viên phải biết đánh máy đấy con chó liền chạy lại chỗ máy chữ và soạn thảo một lá thư hoàn chỉnh nó lấy một tờ giấy ra và chạy lại đưa cho ông trưởng phòng rồi nhảy lên ghế ngồi chém chạy ông trưởng phòng choáng váng nhưng vẫn tìm lý do khác tấm bảng quảng cáo nêu rõ ứng viên cần phải thành thạo máy vi tính con chó chạy lại chỗ đặt máy vi tính thao tác một cách cực kỳ ngon lành và hoàn tất một biểu mẫu tính thuế hoàn chỉnh lần này ông trưởng phòng nói không nên lời nghẹn giọng một lúc ông mới lên tiếng tôi thấy rằng cậu là một chú chó rất rất thông minh và có một số khả năng thú vị tuy nhiên tôi vẫn không thể giao công việc này cho cậu được đâu con chó nhảy xuống ghế chạy lại chỗ một bản copy của bảng quảng cáo tuyển dụng và đặt chân trước lên dòng chữ, mọi ứng viên đều có cơ hội. Ông trưởng phòng nhún vai, "Đúng vậy, nhưng công việc còn yêu cầu ứng viên phải biết một ngoại ngữ." Con chó nhìn ông trưởng phòng một cách bình thản và cất tiếng, "Meo, meo." <laughs> Bác sĩ cao tay. Một hôm, Pop hỏi bạn, Tôi không được khỏe lắm, nhờ anh giới thiệu giúp tôi một bác sĩ giỏi. Anh bàn trả lời, bác sĩ Hani rất là giỏi. Ông thường lấy 2 đô la với người đi khám lần đầu. Còn những lần sau thì chỉ phải trả 1,5 đô la. Nghe thấy vậy, pop nghĩ ra một kế. Anh đến gặp ông Hani và bảo, thưa bác sĩ tôi đến khám lại. Ông Hanny chăm chú nhìn mặt pop khám xét một lúc rồi gật đầu nói, mọi việc vẫn tiến triển như cũ anh hãy tiếp tục uống loại thuốc mà tôi kê lần trước đó nhé